Chạy mẹ về, chạy phọt dầm. Ai đó chứ. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Chạy lòi kèn à mẹ. Head to the lake. Nên là mình nghĩ là cái phần này độ dài hợp lý ấy. Cho là giết gà này. Mẹ mày. Giết gà làm món này. Ui mẹ, phần này nguy hiểm quá. Thế là lúc nãy mình không dùng sọt gắn mấy rồi nhỉ? Mình vẫn còn 5 viên này. Vẫn còn đủ 5 viên. Mình quên mất dùng sọt gắn luôn ấy. Mình tập trung mình chạy. Tập trung mình chạy vãi đái luôn đấy. Chỉ dừng lại mà loanh quanh cái là nó đâm một lòi mẹ mẹ, đâm rách lưng luôn. Bởi vì lúc nãy là mình không dùng cái quả bom cái nó hiệu quả ấy. Mình ném lên linh tinh. Nhưng mà mình hết con mẹ mà đã đâu, lại có cái này. Mẹ mày nó lừa tình thật đấy, nó bảo là cho những ai mà chơi game này hay là 2005. Nó chả liên quan. Nó chả liên quan gì luôn. Mẹ ảo thật đấy. Trong khi mình chơi cái phần này là mình không tính ra PC là mình phải chơi phần này 3-4 lần đấy. Ở trên cái máy kia. Nhưng mà cái kiểu chơi nó không chạy như trò này. Lút nè, úi dồi ôi, mẹ mày bây giờ lại anh lại chat vãi đái luôn. Alpha mèo chat. Nên là ngay cả mình cần set up trap của nó là cái bọn này là nó chạy cũng rất là nhanh nha. Ví dụ như là mình cứ nghĩ là mình sẽ bắn cái con bò ở chỗ này ấy, để chỗ để nó rơi nó cháy các bạn, nhưng mà trên tự nhiên nó chạy rất là nhanh luôn. Nó chạy vèo cái qua nên mình không kịp làm gì. Mà con bò nó còn hút mình chứ. Ảo ra đấy, ở cái phần này mẹ khốn nạn. Nhìn bắn mấy con gà đó. Die bitch. Gà zombie này. Ơ, nó không có quả. Ồ, và ai mất mẹ bên đạn. Mình vào rồi ra đúng không? Mẹ thật sự luôn. Chạy mẹ như con chó ấy. Mất mặt vãi đái luôn. Đây là xác thì tiền. Cơ hội cho ta lút đầu. Nên là cái phần này là vào cái chỗ này rất là nguy hiểm. Nó vào mấy cái nhà này này. Bởi vì là cái tốc độ di chuyển bọn này nó rất là nhanh ấy. Ui chó này. Băng này vẫn đang ngủ say ấy. Ui hết hồn. Mẹ may lúc nãy không vào chỗ này. Mẹ không nó vào đâu. Vô mình chết luôn. Mẹ chạy như chó ấy. Còn cái phần cái chát vãi đái luôn. Cầm quả shotgun đứng ở trên xả đạn. Như một vị thánh ấy. À đâu, cái này còn đẩy vào nữa đúng không nhỉ? Ngay lúc nãy mình cũng chả nhớ để mình đẩy cái này. Bởi vì nó vào nhanh quá. Bởi vì là mấy cái này setup là ở phần 1 ấy. Bởi vì bọn zombie nó di chuyển chậm. Nhưng mà cái phần này là việc mình đẩy cái này. Cái bọn kia nó lên mái, nó trèo và nó vồ mình. Chỗ này thì cũng nguy hiểm ấy. Nên là cảm thấy là cái kiểu cái gameplay của nó cũng khác hơn ra. Cái bối cảnh setup y chang phần 1. Nhưng mà cái gameplay ở phần này nó nhanh hơn phần trước ấy. Nên là cái setup phần này là mấy cái này mình không nghĩ nó hiệu quả nữa. Ông đẩy thang thôi để ông nhảy xuống. Ô, bét. Chúng ta đã lút đủ chưa? Cái này lại còn mẹ nâng thang lên. Cái này hay là nó rảnh là nó tự thay đạn nữa nào ấy. Nó không biết là còn nâng cấp súng nhỉ? Cái phần một chát vãi đái lại cầm lựu phang chết cái thằng cầm cưa kìa. Cái phần này mẹ mày đứng lại mà lùa chơi cưa nó thì mẹ mày cố mà cho nó sợ. Thằng này nó cho mình sấp mặt luôn. Nhưng mình vẫn nhảy ra đây được ra không nhỉ? Không nhảy. Ôi à. À thế là cái phần này là cái script của nó là nó bị sập cái này. Đúng rồi. Còn cái phần trước là
Chắc là hạng nó biết là cái người chơi của mình là nó nấp ở trên này ấy. Nên nó vẫn có cái kim cương này. À cái phần này là nó chỉ cho mình luôn này. Map in the world. Phần này hình như là mình mua ấy ra nhỉ? Hình như là mua DLC là nó dễ hơn hay sao? Thế là nó chỉ cho mình mấy cái bí mật hay sao? Map in the world này. Nhưng mà làm sao mà chờ... cái chỗ... Cái này nó phải có cái con Ashley. À, thế là mình sẽ quay lại đây sao? Mẹ mày, cái tí nữa mà cái con Ashley nó không chạy nhanh như mình là cũng chết rồi này. Kim cương cộng này, sau có cái village là... Trong cái nhà này nó có kim cương này. Mình không biết là cái này nó có làm cho game nó dễ hơn không nhỉ? Nên là cảm thấy hơi ăn gian nhỉ? Nhưng mà thôi kệ mẹ đi. Sống sót là quan trọng rồi mẹ. Có kim cương cộng này. Mẹ ảo thật đấy, lúc nãy mẹ bắn cái con bò để nó hút cái bọn kia, nó hút con mẹ mình. Ảo vãi đái luôn. À kim cương này nó là cái này. Ok, mấy cái treasure này là nó sẽ combine thành mấy cái treasure. Còn kiểu là cái treasure nhỏ là nó sẽ combine thành mấy cái treasure to hơn ấy. Này thì chúng ta biết rồi. Mình phải đi cái đường nào nhỉ? Đường này sao nhỉ? Đây này có rất là nhiều cái nhà để loot này này. Mình bút được đạn này. Mình vẫn chưa craft được đạn á. Ơ? Cái củi này là cái gì nhỉ? Cái củi này là cái gì? À đây này. Cái này nó gọi là cái gì? Exam. À cái này là vỏ đạn à. Cái này nó là resort. Mình đang không biết là mình đây này không. Nên là phần này đoạn này chạy nhanh thì để giành được đạn nhiều phết. Cái phần này mẹ em chạy. Chưa cái phần Resident Evil 2 còn không chạy như phần này. Phần đấy là ở trong sở cảnh sát mấy con zombie này chậm như zombie này mẹ. Phần này mẹ mày zombie này. À. Thế là cái nào mà nó ấy được là nó mở là ấy luôn cho mình chứ không phải là chơi. Ui mẹ đạn nhiều quá. Khổ dễ. Bây giờ là mình phải nâng cấp đạn này. Rút ra được nhỉ? Ơ? Sao mình không rút ra được nhỉ? What the fuck man? À sao hỏng rồi à? Oh no! Look like it can be broken. À đó. Look like it can... Ôi giời, chém như hỏng mẹ dao. Phần này mẹ hiểm nhỉ? Không có dao để chơi bời gì. Không chơi súng thôi. Chúng ta sẽ chơi như những người văn minh là chơi súng, không chơi dao. Lại có hàng. Chúng ta ít ra là biết là thằng này thể lực nó vô là kiểu vô hạn ấy. Chạy thoải mái đi em. Mẹ bây giờ cứ giữ. Bây giờ là cứ một ngón giữ trên cái nút L1 ấy là sống khỏe. Cái này nó đóng vai cho là dương thế nào nhỉ? Customize case. Torres. Cái này là nó là súng của mình. Mình không muốn chơi cái này lắm, cái này là hơi cheating gì. Cái mình sẽ nhớ đi vậy. Let's go. Assassin's Creed tiếp. Ui kìa, con bò à. Con bò phần này nhìn nó gầy nhỉ. Hình như là mình áp sát mình cũng không chém được. Mẹ này dao lại còn hóng ấy. Nhưng mà hình như là mình không finish được thôi. Đây. Hàng.
Hàng hàng. Rồi. Cứ làm việc đi. À đó. Nhưng mà mình không có dao sao mình đấm được nhỉ? Đùa bro. Bro. Oh no. Ô đùa thật sự luôn mẹ. Ảo thật đấy. Sao mẹ em hỏng mẹ, đúng là dao tàu. Ô đùa thật sự luôn. Có hai thằng của mình có thể đâm được này. Ô mẹ cha chứ. Ô thật sự luôn. Ảo thật đấy. Bây giờ mình bắn nó thì lại con mẹ nó vào nó vô mình hai hướng. Ồ. Ôi phải bắn đấy. Từ. Mình không biết là cái vị trí ấy nào. Bây giờ mình sẽ giết cái con mụ này chứ. Cái con mụ này có vũ khí đấy. Này này, nó có mấy cái chỗ bắn đấy này. Đấy, mình xem cái... Nên ở dưới chúng ta vẫn có shotgun mà. Nên là trong trường hợp khẩn cấp là mình sẽ rút shotgun ra mình phang. Mình sẽ đá cho mình ấy luôn. Ui. Tốt. Mẹ mày chó. Chết luôn rồi. Nó phải thế chứ. Nó phải mẹ mày chuyên nghiệp thế. À mẹ mày cụ. Cụ định chơi ra mẹ. Chết còn mẹ cụ đi. Cho fan nữa đi. Để mình xem thằng nào lùa mình. Ui. Cụ này căng thế. Cụ nóng thế. Cụ nóng thế. Cụ nóng thế cụ. Thấy đàn nó chậm vãi lành luôn. Hình như trong này chỉ có hai cụ thôi. Ôi, nếu mình có dao thì mình đã tiết kiệm được mấy viên. Cho nên là mình nhớ là hồi xưa là nó có một cái giếng, nhưng mà giếng đựng xít hay sao. Nhưng mà ở phần này nó bỏ mấy cái đấy ra. Bây giờ là như người chuyên nghiệp rồi này mẹ. Nhưng mà đúng ra là cái trò này chơi chuột với bàn phím dễ hơn nhiều đấy. Bởi vì là bắn nó chuẩn hơn đấy. Còn cái còn cái này là mình không có cái motion control nên bắn nó khó hơn. Nếu mà có ra là mở được. Cảm thấy nó cứ thì thầm ở đâu nhỉ. Hết rồi. Nếu mà con này nó phải ra rồi ấy. Có thằng nào mài dao ở đâu nhỉ. Fuck man. Này là cái mẹ gì đấy. Ồ, nó lại khóa này. Cái giờ là... À đâu, mình có cái vật liệu này. Nhưng mình nghĩ là cái flash là ngon hơn này. Nhặt được mã tấu của cụ gì khỏe, mẹ ơi. Chất lượng vô hạn, mẹ. Còn sao mẹ mày xếp Tổng thống Mỹ cho thì... chém bài phát hỏng mẹ luôn. Mẹ mày giao Tổng thống Mỹ, kiểu Tổng thống Tổng thống Mỹ chôn rồi đấy, mẹ mày. Đi giải cứu con gái thì cho hẳn 10 viên. Cho con dao, dao thì bỏ. Mình không hiểu là cái loại mẹ mày giải cứu con gái thì mà cho cái mẹ thiết bị nó hiện đại như này. Ở đây này, cũng vẫn có cái đựng xít này này. À đây này, nó sẽ bắn cái này mà. Thơm thế, úi dồi ôi mẹ. Ngon. Chỗ này là nó vẫn ấy ra. Ôi mẹ, con bò đi, mình cứ tưởng là con gì. À, trên này nó có cái ấy này. Nên nếu mà rơi vào đống xít là nó sẽ ít tiền hơn. Vẫn thế đúng rồi. Cái này nếu mà rơi vào đống xít là nó sẽ ít tiền hơn. Còn nếu mà rơi ra ngoài thì nó sẽ phun giá. Tổng thống Mỹ mẹ mày hào phóng mẹ lên. Kiểu là bác Biden là cũng có tên là ác đấy. Cụ đưa nhầm đồ rồi mẹ. Cái phần này đúng kiểu là nó lại chôn tiếp. Đồ, cho đồ phò nguyên văn luôn. Cái gì này?
Blue request you can take task. Mình là nhiệm vụ side quest à? For the love of God, with someone, please. Nên xin Chúa hãy một ai đó hãy loại bỏ hết tất cả những cái Blue Medallion của cái bọn cuồng đạo ở quanh đây được không? Thường là Spa X3 này. Nên là cái này là ở phần trước là nó bắn cái này để đổi súng ấy. Còn cái phần này là nó sẽ đổi được cái spy là cái ngọc ấy. Nó còn ba cái nữa ở đâu ấy nhỉ? Lạ nhỉ, mình không hiểu sao cái phần này nó không parry được nhỉ? Mẹ mình thấy trên mạng parry như chat đấy mẹ. Chat vãi đái luôn đấy. Có nghĩa là thằng nào rút vũ khí ra lấy ra phụp phát nảy luôn. Còn phần này mình parry trả được, ô vãi đái. Mẹ sao trên mạng nó chat nhỉ? Ô, lại có hàng này à? Kiểu always on the run đấy mẹ. Lúc nào phải di chuyển đấy. Hay giết lợn không? Trong vùng này nó có ấy không nhỉ? Có hand grenade, oh yes, bitch. Hay là mình phải đi ra cái vùng khác nhỉ? À đây này. Nó có vẻ là trong cái farm này không nhỉ? Ui thưa bố mẹ. Ui, ai đâu ra đây? Ok, ảo thật đấy, mẹ cha đấy chứ. Ui, nó đuổi này. Con chó này. Ui. Ôi kìa. Nó lùa. Ôi, nó đâm mình một phát luôn con chó này. Mẹ. Ui dồi ôi, nó đâm một phát vào lưng. Ô, bọn này nó không mẹ mẹ. Sao vì phần này như mẹ sát thủ ấy. Ô, sao mình không thấy con đấy nhỉ? Ảo thật đấy. Mẹ nó đâm mình phát. Ồ, không sao, chúng ta mà có nhiều máu mà. Ok, mình sẽ hồi máu một tí ấy. Rồi tí nữa mình sẽ hồi đầy luôn bằng cái kia. Không cái nữa đâu nhỉ. Ui, mẹ nó đâm đau quá. Đùa. Gà đấy, cứ loanh quanh này ăn được khối trứng đấy. Ơ, nó ở đâu nữa nhỉ? Không biết là hình như là phải vùng khác. Ui mẹ, dương. Phần này nó không điều chỉnh theo cái độ khó ra. Nó cho mình nhiều đạn. À, à đâu, hình như là vẫn thế. Bởi vì nếu mà mình có ít đạn hơn thì nó sẽ cho mình thêm đạn ấy. Còn nếu mà mình có dư đạn rồi thì nó sẽ cho mình thêm tiền. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phần hình như vẫn thế. Đúng rồi, cái phần này có vẻ như là nó vẫn thế. Ui, mìn này. Xin chúc mừng. Tí nữa mẹ mày chạy ra không để ý lại lại cắn vào cái này thì đúng là toang mẹ luôn. Nên là tí nữa phải cẩn thận. Tí nữa mày chạy qua mẹ mày quên cái này là vỡ mặt đấy. Dê lầu hớp. À cái này là máu dài hơn này này. Ôi trẻ. Phải cái phần trước là cây vàng là máu dài không nhỉ? Hình như vẫn thế đó. Đây mày có cái Blue Medallion nhé. Cái lầu 2 đúng không? Chỗ này đằng sau à? À đây này, thực ra nó chỉ trên bản đồ luôn này đúng không? Mình không biết là đây là mình đang chen gian sao nhỉ? Mình mua cái để nó hiện trên cái nào. Ui dồi ôi, đạn nhiều quá. Ôi dồi ôi. Đạn. À, phải có cái bánh răng đây. Rồi, gạt cái này nữa. Không cầm đây. Mà nó cho mình nhiều tiền bởi vì là mình có nhiều đạn. Có hàng. Có hàng, có hàng, có hàng. Có đan xèo. Ui.
ở dưới này đông luôn á, vãi đá thật đấy. Hình như trong cái nhà này ra. À này này, cái chỗ này. Ở đâu đấy? Ở đâu ấy nhỉ? Ui, có con gì đấy? Nó hỏi tí. Tôi chết rồi. Hình như đằng kia là có hàng. Mẹ mày. Fuck you. Rồi quay đi, quay đi. Chết mẹ. Mình phải dụ nó vào cái chỗ kia. À, nó dẫm mình rồi, nó dẫm mình rồi, mình. Anh ơi, em xin lỗi anh. Ui ui. Ôi rồi. Ở đây. Ui rồi mẹ. Phần này đúng là phải chạy. Chạy như một con chó ấy. Ôi giời, mình bị dính á. What the fuck man. Ui rồi, chạy, chạy, chạy. Run bitch. Chết con mẹ mày đi. Ê ê ê ê. Đùa lợn nó hốc mình. Ơ quắc mẹ. Ơ sao zombie phần này chó chết nhỉ. Chết con mẹ mày đi. Zombie phần này mẹ chó thực sự luôn ấy. Heo hốc mình mẹ. Sao zombie nó nhân cơ hội nó vồ mình như ảo thật đấy. Ảo vãi đái luôn ấy. Ui. Ôi thầy chết rồi á. Ôi tưởng chú như nào. Ôi á, đùa nó đấm mình này. Mẹ cha ra nha. Còn mà. Ôi á, ôi á. Lợn đấu mình này, ảo thế nhà mẹ mấy con chó này. Ôi, đùa. Mẹ cha con chó này. Giết mẹ mấy con lợn này. Mẹ mấy con lợn này. Húc bố mẹ chó. Mẹ mấy lợn này chát thật đấy. Lợn phần này ảo thế nhỉ, nó ra nó kiểu nó giúp mình ý. À nó giúp zombie ý. Ồ thật sự luôn. Mẹ mày con lợn này. Lợn nó hút mình ý à, mình bị zombie nó vồ thật. Ui, mẹ cái con chó kia nó có cái đòn, hình như là mình phải né là bằng cách ngồi bằng cái đòn đánh của nó xuống thế nào ấy. Bởi vì là chúng ta không thể outrun được nó mà. Phần này lại có thanh niên bò đấy chứ, mẹ cũng hiểu rồi đấy. Không sao, game nó tí đã dậy cho nó đền bù xứng đáng. Mẹ mấy con chó chết này. Đâu nhỉ? Đây này. Ở chỗ kia nó ghi một cái nữa mà. Chúng phải giữ khoảng cách. Phần này mẹ mày không đùa được. Ở có ra, ôi kitchen knife đấy. Oh yeah bitch. Mẹ mày cầm kitchen knife chán đời. Chừng. Thôi có ra là quý rồi. Nhưng mẹ mày cười cười rồi ông còn đòi hỏi. Phần này không mở được nữa. Won't open. Đá nữa. Hay là lũi thằng này cầm dao nó chém nhá. Nó đá khóa đúng không? Ở trong này chúng ta đá được khóa mà. Hoặc là chúng ta bắn bằng khóa nên là có nhiều lựa chọn hơn. Thay vì phần kia là... Phần kia hình như cũng chẳng có khóa nào. Mẹ mày lợn húc mình ảo thật thế. Lợn húc mình để mẹ zombie combo ảo vãi đái luôn đấy. Cái con lợn phò này đúng là đáng chết mẹ. Đúng là mấy con lợn đáng chết. Ơ sao nó ghi là ở chỗ này mà nhỉ.
À đây này. Mẹ mẹ animal phần này mẹ nó kiểu nó hỗ trợ bọn zombie, kiểu hỗ trợ chủ của nó. Phần này nó tạo nhiều chỗ để mình chạy qua chạy lại là. Nên là mình không biết là tí nữa là có Ashley thì mình chạy kiểu gì. Mình hy vọng là nó chạy nhanh như như thằng nhân vật chính này. Mẹ mẹ. Còn nếu mà không chạy nhanh như thành nhân vật chính của mình thì chắc là chết rồi, không không thể nào sống sót được. Mình đi xuống dưới có hàng đó mẹ mày. Chỗ này mẹ này. Lạ nhỉ, chỗ này nó có mấy cái chìa khóa này, chắc mình phải đi lấy ra. Mẹ mày, con lợn này cáu thật đấy, từ đấy nó hút một phát mà bây giờ tận bây giờ mình vẫn cáu. Từ từ, đợi mình tí. Con mèo nó đang phá gì ta?